Xin chào quý khách đã đến với công ty thiết bị kỹ thuật Enfa của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu sản phẩm nước rửa kính ông Tô S Galaxy diện độ Pit Bay, được xem là sản phẩm chuyên dụng, hiệu quả và an toàn để làm sạch và bảo vệ kính ông Tô của bạn. Nước rửa kính ông Tô S Galaxy diện độ Pit Bay của công ty Enfa có hai loại, một chai 3,2 lít và một thùng 6 chai, không nhiều bọt, có 4 màu và 4 mùi hương dễ chịu: Lavender, mùi hoa oải hương màu xanh blue, lam, hương chanh màu vàng, min, hương lá bạc hà màu xanh bạc hà, cherry, hương cherry màu hồng. Vừa rồi là những thông tin sơ bộ của nước rửa kính ông Tô S Galaxy diện độ Pit Bay. Để biết thêm chi tiết, quý khách có thể liên hệ với chúng tôi qua website hoặc số điện thoại trên màn hình. Chúc mọi người có một ngày làm việc hiệu quả. Xin cảm ơn.